Cô Marie Fontaine. Quý vị biết Marie Fontaine không? Marie Fontaine là mấy cái cô mà gánh nước đó. Thì tự nhiên gặp ông Tan thì ta kêu Marie Fontaine. À. Thí dụ một cái người vợ ở với người chồng có đứa con đẹp. Sáng tôi mở mắt ra thì tự nhiên thấy mắt. Thì cổ chỉ cần hô một tiếng thôi, bao nhiêu binh lính đi tìm. Một tuần lễ là tìm ra. Gặp Con Di Đà Phật, con có nhớ cái đoạn mà công chúa cản ngài đó, cái ngài mới nói nàng ơi đời mê ta tỉnh nghĩ thương đời, thả một thuyền từ giữa bể khơi, chớ kẻ trầm luân qua cơn mộng, người của ta mới đặng trí thảnh cái đó là do mấy ông nông viết phim, đừng có nghe. Mà họ viết ôm ôm ra hồ la chạy theo tìm Phật ra lý do tại sao anh bỏ tôi anh đi, thấy không, anh mà không về tôi xé ăn nhỏ làm đôi. Ông Phật về liền. Cái sự ra đi Đức Phật là có sự ủng hộ quyết liệt của Yashoda, cho nên sau khi Đức Phật đắc đạo rồi, ngài về ngài độ cho người vợ người con. Quý vị thấy không? Cho nên rất nhiều sách viết sai, cũng như quý vị thấy bên nhà mình đó, Đức Phật đắc đạo dưới cội Bồ đề 49 ngày đêm, nói trật trật vậy mà người ta nghe. À, thầy nói cái gì nói ra nó đụng chạm. À, hay lắm đó, đó bây giờ quý vị thực hành là giải phật. Mình đi sai đường dám nói mình sai, cho nên quý vị tu pháp môn nào không biết tu trật, mình dám nói mình trật. À, cho nên thầy nói quý vị, thầy nói thầy thích Đức Phật. Đức Phật nói trong cuộc đời này có hai điều, the two things we should be very careful, the so for très important. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là tình yêu, thứ hai là tôn giáo, phải không? Nhưng mà mình á hay lên án tình yêu. À, mình cái gì đó, tu là cội phúc, tình là giai quan. Nếu là tình là giai quan sao có mình, à, phải không? Cũng như tay á, tay nó nói l'homme sans l'amour comme la terre sans oxygène, terre sans oxygène. Con người mà không có tình yêu nó giống như là trái đất này không có không khí. Quý vị đồng ý không? Nó không khí mình chết. À, l'homme sans l'amour comme le repas sans verre. Con người mà không có tình thương tình yêu nó giống như là bữa cơm không có rượu vang. Tay nó hay uống rượu vang. À, l'homme sans l'amour comme le repas sans fromage. À, con người mà không có tình thương tình yêu nó giống như bữa cơm mà không có fromage, tay nó hay ăn fromage đó. Và khi mà thầy học bên đó thầy thấy câu này hay, thầy nói l'homme sans l'amour cơm canh chua sang me. Canh chua sang me mà không, mà quý vị mà nấu canh chua mà không có me đó, bỏ giấm vô ăn cũng được mà chanh nó không ngon. À, canh chua sang me. Cái điểm thứ hai mà Đức Phật nói và thầy cũng thích là tôn giáo. Chúng ta rất nhiều tôn cần tôn giáo, mà tôn giáo sai sẽ làm mình đau khổ suốt đời, tôn giáo trúng làm an lạc. Bởi vì thấy không, thầy thích ông Phật. Ông Phật nói nhiều cái, nhưng mà sau này người ta nói chuyện lung tung, giảng cái chuyện trên trời dưới đất không à. Tối ngày chứ kết án là tình yêu. Không tình yêu thì sao có mình. Tình thương, một con người mà quý vị coi cái người nào không có tình thương tình yêu là coi như finish. Tình yêu đó là một cái nhìn cực đoan. Đúng rồi. Không có, nếu mà mình mà câu tiếng Việt mình á, tu là cội phúc, tình là giải quan, mà tu làm sao tu trúng mới là hạnh phúc, chứ không phải tu 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 trật thành nó thành tu hú. Wow. Cho nên thầy nói quý vị, thầy thích ông Phật đó. Đức Phật là một người rất là tuyệt vời, thành thật, ngài chỉ mình con đường ngài đó, quá hay. Thầy nói quý vị, nếu mà thầy mà không có theo Đức Phật đó là thầy theo cái đạo mà Janis đó. Cái đạo đó quý vị biết không ạ? À, vị nào muốn là thầy giới thiệu cái đạo đó. Thầy giới thiệu cái đạo đó hay lắm. Cái đạo nó có hai 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 nhóm. Một ông là bận quần, ông không bận quần áo. Không, thầy phục thiệt đó. Giỏi chưa?
Mà bữa hôm quý vị có thấy cái hình đó chưa? Mà nó hay chứ này, mình làm cái gì mấy không biết hết á. Mấy không biết thầy quý ông đó. Cả hai nhóm gặp thầy. Mà cái kỳ rồi thầy vô cái chùa ở Saranat á. Cái hình họ chụp có cái hình thầy đóng giao với ông á. Mà vui lắm. Mà thầy thấy lúc đó thầy cũng tự nhiên thôi. Có mình thầy bự quần áo à. 40 ông cũng ông đầu quần áo. Rồi thằng con cọp, quên đó. Thằng con cọp á. Mà thầy biết là thầy không cho nó hay. Tới chừng mà nó gặp mấy ổng đó, mà ổng gặp thầy thân thiện lắm, ổng nắm tay thầy cũng nắm tay hai người nói chuyện này đó. Là quý vị thấy con đó đẹp không? Y cường ơi, tay nó nói là xe bonner. Cái khi mà sáng mà quý vị gặp con đó là may mắn á. Mà ổng nắm tay thầy, hai người nắm tay mà thân thiện, đẹp trai á. Mà nó không nhìn là thầy ổng, mà nó nhìn chim ổng à. Mà chú Minh Đạt chú chụp hình. Mà hay lắm nha. Mà quý vị có đồng ý không? Trời lạnh như thế này không quần bằng áo. Mà cái đạo Phật mình ăn chay là mà Đức Phật theo như thầy nghĩ nha, mình phải có bằng chứng. Đức Phật mà trước khi ngài đắc đạo ngài tu, ngài đã từng theo cái đạo đó. Tức là ép sát đó. Cái đạo này nó đặc biệt lắm. Thầy phục đó. Và Tiếu Lâm đó. Rồi còn có một cái phái mà gọi Xuê Tâm Bà Ga. Ông đến đây nè. Ông quý thầy lắm. Cái phái đó bận đồ. Mà tu theo cái phái đó không được quyền đi xe, đi bộ. Còn tóc này đó. Tóc này đó là không có được quyền cạo, bức vậy nè. Bức máu nó phun ra vậy đó. Râu nó bức từ ấy ghê vậy đó. Mà thầy vui lắm. Thầy đi bộ với ông mà ông thì ông bình tĩnh, ông đâu có đi được. Ông ngồi trên chiếc xe ba bánh á, rồi chiếc xe hơi kéo ông đi. Thầy nói thôi vậy ông có nội người ta rồi, thấy chưa? Không hay đó. Còn xuống kêu thằng Minh Thuận lên đây á. Kêu Minh Thuận lên, thầy nói xà mà đọc để nàng lắm, phải không? Mà ông này không có tu. Hai bên đại con mới nói. Không, núi Trà Sư là một chỗ. Mình làm sao mà họ đi suốt một tuần lễ? Đi bộ không? Đi về cái đầu nó đổi. Đừng có làm. Mấy mốt mình về mình làm cái chùa nhỏ nhỏ thôi. Mấy mốt ráng tu ha. Bây giờ bữa ngày mai. And you find for me the lock. Here they have the lock. The lock. They have the 4-5 key. No, I think they have the maximum 3 key. Huh? Maximum 3 key. Missing they can make. No, maximum 3 key, I think. Maximum. You buy the 3 key good lock, huh? And you make